Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Sau rất nhiều ngày mà chiếc Oppo Reno cũng như Reno 10X ra mắt thì hôm nay chúng ta sẽ có thêm ở đây một phiên bản nữa, một phiên bản đặc biệt FC Barcelona Edition của chiếc Oppo Reno 10X. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox cũng như ở trên tay để xem với phiên bản này nó sẽ có những gì khác biệt so với phiên bản thông thường. Đầu tiên á thì với cái hộp này thì cách đóng hộp của nó vẫn giống tương tự, cái hộp vẫn là dài, nhưng mà ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy cái tông màu của nó sẽ không là cái tông màu trắng nữa, mà nó sẽ là tông màu đi theo cái logo màu áo của đội tuyển Barcelona. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có quả bóng nhưng bị dán mất rồi, không lấy ra được. Bóc ra đi thì bên trong tất cả các phần sách hướng dẫn sử dụng cũng như là cái phần để đính cái que chọc sim cũng được đổi sang cái màu áo của đội tuyển Barcelona. Và bên dưới này nữa thì ngay cả cái khay đựng máy cũng đổi hết, nói chung là nó đổi gần như là hoàn toàn tất cả cái tông ở bên ngoài cũng như bên trong cái hộp. Đến phần ốp lưng thì đây cũng sẽ là một cái ốp lưng được làm theo cái áo của Barca. Đáng nghĩa hôm nay mình phải tìm thêm một cái áo nữa sẽ hợp hơn, nhưng mà nói chung không có thì thôi. Và cái thứ khiến cho mình thích thú đấy là phần phụ kiện của cái chiếc máy này. Tai nghe sẽ không là tai nghe thông thường giống như dạng ở trên cái chiếc Oppo Reno 10X cũng như Reno thông thường, mà nó sẽ là một cái tai nghe được đính lên hai cái phần ở đây, rất giống là một cái đá nhưng không biết phải đá hay không. Nói chung là nhìn nó đẹp hơn và nhìn nó sang hơn so với là cái tai nghe phiên bản thông thường. Và cái cáp này thì bên ngoài nó cũng sẽ được bọc dù để cho các bạn sẽ có một độ bền cao hơn, và chúng ta cũng sẽ có cái tông màu đấy là màu đen, nó sẽ sạch sẽ và nó sẽ được kẻ sọc thêm những cái đường màu xanh. Cuối cùng thì sẽ là cục sạc thì cũng sẽ là màu đen chứ không còn là màu trắng, và tất nhiên thì nó cũng sẽ là sạc hỗ trợ VOOC 3.0. tới với chiếc máy, do là có cái dây nhưng mình rút ra thử và không thấy nó kêu, thì không biết ở đây đến lúc bị ai lấy mất nó kêu hay không, bây giờ thì nó không kêu. Và do đây là phiên bản Barcelona Edition nên là chúng ta sẽ có một sự thay đổi rất lớn ở phần mặt lưng. Nó sẽ không còn là màu xanh nhám, không còn là màu đen đơn thuần, mà nó sẽ là một cái màu nó được pha trộn giữa màu đỏ và màu xanh, một cái màu rất là đặc trưng. Và chúng ta sẽ có một cái logo in chìm ở phía bên dưới FCB. Thêm nữa thì ở ngoài này nó sẽ là một cái dòng Oppo, designer by Oppo. Và cái dòng này thì nó cũng sẽ được khắc lên bằng một cái đường màu vàng nhìn rất là kiểu sang trọng các thứ. Bên dưới thì sẽ có thêm một cái logo của FCB, Global Partner of FC Barcelona. Nói chung là cực kỳ đẹp với những em nào mà đã là fan của Oppo, mà đặc biệt lại là fan của Barcelona nữa, thì chiếc máy này sẽ là một chiếc máy cực kỳ đáng để cho các bạn quan tâm. Chúng ta sẽ có ở đây camera vi cá mập thọ lên, thụt xuống, và chúng ta cũng sẽ có thêm một camera zoom quang 6x, và các bạn có thể zoom hyperx lên tới là 10x. Rất nhiều thứ hay ho ở trên phần camera này để các bạn có thể trải nghiệm. Và nói chung rằng là tất cả những thứ về chiếc Oppo Reno 10X thì trước đấy mình đã chia sẻ với các bạn rồi, nên mình sẽ không cần phải nói quá nhiều trong video này. Mà đây, cái thứ thay đổi lớn nhất trên chiếc máy này đấy là phần ngoài. Và chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần theme được tùy biến theo cái phong cách của Barcelona. Và trước đấy là video mình chia sẻ đến các bạn về chiếc Oppo Reno 10X phiên bản Barcelona. Các bạn thấy sao về chiếc máy này? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và nếu như anh em nào đang thích 10X mà chưa mua được, mà vẫn chưa mua, thì anh mua chiếc máy này đẹp hơn gấp 69 lần. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.